Xin chào mọi người và đặc biệt là những người tuổi Dậu. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người về tử vi vận hạn của tháng 10 âm lịch năm 2019, tức là tháng Ất Hợi của năm Kỷ Hợi 2019, một cái tháng Hợi của năm Hợi với khá nhiều cái điều gọi là không được thuận lợi lắm cho người tuổi Dậu. Không phải về mặt tình cảm và gia đạo, tuy nhiên nó có một số trục trặc ở một số tuổi Dậu. Cho đó là hai cái tuổi đó là Kỷ Dậu và Tân Dậu, là hai cái tuổi đó là về mặt làm ăn có một chút trục trặc. Còn về mạng thì chắc là người Quý Dậu sẽ là một trong những cái người phải để ý bổn mạng ở trong cái tháng Ất Hợi này. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết để từng tuổi xem coi là tuổi nào xấu cái gì và tốt ở đâu, để mà mình biết mình ứng dụng trong cái tháng 10 cho mọi người có cái thành công ở trong cuộc sống. Đầu tiên hết thì mình phải nói đến người Đinh Dậu sinh năm 1957 với mệnh Sơn Hạ Hỏa. Thì mạng, xét về chủ mạng thì người mạng Hỏa gặp tháng Ất Hợi là tháng Hỏa, như vậy là Hỏa đồng hành, sức khỏe và bổn mạng không có vấn đề, người Đinh Dậu cũng không có phải lo ha. Thiên can Đinh Ất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của Đinh là Hỏa, nạp âm của Ất là Mộc, cho nên có thể nói là nạp âm ngũ hành là tương sinh. Ất hà Mộc sinh Hỏa, cho nên là có thể nói là công việc không có cái gì quá là xung khắc, mà thậm chí là còn có tài lộc đối với người Đinh Dậu ở trong cái tháng này, nhưng mà không có quá lớn đâu. Các chị đừng có quá mong cầu. Địa chi Dậu Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp cho nhau, cho nên các chị khỏi phải lo lắng việc gia đạo không tốt đẹp. Người Đinh Dậu thì tất cả những người tuổi Dậu thì theo mình quan sát và nghiên cứu thì là người không có được tốt mạng vì phải cực thân. Không có cái con gì trên đời mà đưa đồ ăn mà phải bươi được mới ăn, cho nên là có giàu thì cũng cực thân. Đó là cái tháng 10 của người Đinh Dậu với một phần tích cực về bổn mạng và tí xíu tài lộc ở trong công việc hanh thông. Thì vì sao? Vì là nếu như đúng thì cái người Đinh Dậu ở tuổi của các anh các chị thì đa phần là không còn phải làm ở trong cơ quan hạn sự, mà chủ yếu là kinh doanh thương mại hoặc là tự ra làm chủ. Thì hy vọng rằng với cái sự tốt đẹp của thiên can như vậy thì anh chị sẽ xoay chuyển được tiền tài để mà có được cái tháng 10 ok một tí xíu. Tiếp đến đó là người Kỷ Dậu sinh năm 1969 với mệnh Đại Trạch Thổ. Thì người này thì mạng Thổ gặp tháng Hỏa là tương sinh, Hỏa sinh Thổ, bổn mạng và sức khỏe sẽ không phải là vấn đề. Và khi mà bổn mạng được tự sinh, mình đã nói nhiều ở những cái video trước, thì phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng lợi phần nào. Hy vọng rằng với phúc tinh và tài tinh được hưởng lợi sẽ phần nào đẩy bớt cái chữ thiên can Ất khắc Kỷ, Ất của Ất Hợi khắc cái chữ Kỷ. Tháng khắc thiên can, công việc gặp nhiều điều không thuận lợi, dễ lâm vào bế tắc. Cẩn thận những về mặt giấy tờ ký tá. Nếu em là các chị Kỷ Dậu sẽ có nhiều cái việc không có hay lắm về công việc giấy tờ, cho nên là nhớ cẩn thận. Dậu Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, cho nên có thể nói là về gia đình tình cảm sẽ không có vấn đề gì nhiều đối với tuổi của các chị ở trong cái khoảng thời gian này, cho nên là cũng không có cái gì đó mà phải là quá suy nghĩ và lo lắng. Còn Ất Hợi đối với Kỷ Dậu nam mạng thì cũng phải cẩn thận ở trong công việc, tuy nhiên không xấu bằng nữ mạng, cho nên là cũng phần nào hy vọng mọi điều nó sẽ tốt đẹp, nhất là cái việc mà cái bổn mạng được tương sinh, khi mà nó phúc tinh và tài tinh nó sẽ lớn lên, sáng lên và phần nào đẩy bớt cái xấu đi. Cái xấu là đen mà cái này sáng lên thì đẩy bớt phần lùi mang đi cho nó là đỡ rền một tí xíu, hy vọng là vậy. Người tiếp theo có thể xác định là người Tân Dậu sinh năm 1981 với mệnh Thạch Lụ Mộc.
Người mệnh mộc gặp tháng Ất Hợi là tháng hỏa, như vậy là bổn mệnh là sinh xuất, sức khỏe bổn mạng bị suy yếu, cần cẩn trọng một tí xíu, nhất là nữ mạng. Thiên can thì chữ tân của Tân Dậu khắc chữ Ất của Ất Hợi. Thiên can các tháng công việc khó tránh những khó khăn rối rắm, làm việc ở cơ quan hãng xưởng thì cẩn thận thị phi và người đâm sau lưng nhà là sẽ có chuyện buồn phiền. Địa chi thì Dậu Hợi tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tính khác nhau. Hy vọng rằng với cái địa chi như thế này thì gia đạo tình cảm của người Tân Dậu sẽ bớt cái nhọc nhằn khó khăn. Người Tân Dậu tuy là ít có, nói chung là cũng ít có người phải bị gãy đổ hơn là người Mậu Ngọ, tuy nhiên là cũng khó, cũng khổ lắm. Tội nghiệp cái này, làm ở ngoài rồi còn phải về nhà làm nữa, đây là cái khổ của người Tân Dậu. Người Tân Dậu thì mình trong xét trong lục thập hoa giáp thì mình nói thuộc thiệt là thuộc trong những cái con giáp mà xấu nhất. Nếu mình cân đo trong đếm mà tính 2 điểm 10 thì người Tân Dậu nữ mạng chỉ chắc là được 2 điểm rưỡi 3 điểm, cho nên nó rất là khổ. Ít người sướng, trừ trường hợp là những người có tốt số, sinh vào những ngày tháng năm sinh quá tốt, và đặc biệt là họ có phước lấy được người chồng hợp tuổi. Tiếp tục phải xét cho người Quý Dậu sinh năm 1993 với mệnh kiếm phong kim. Người mệnh kim mà gặp tháng hỏa, đặc biệt là như là tháng Giáp Tuất này, là tháng 9 này, cũng là một tháng hỏa, hai tháng hỏa liên tiếp, thì tháng hỏa đầu thì người nữ mạng sẽ chịu nhiều cái nguy hiểm, nguy nan hơn là người đối với nam. Còn bây giờ cái tháng hỏa thứ hai thì nam sẽ nguy hiểm hơn nữ, cho nên là xét về trụ mạng là hỏa khắc kim, bổn mạng bị tháng khắc, sức khỏe không tốt, coi chừng tai nạn phạm thân. Với người chữ quý, tự vì năm nay nên nhớ là chữ kỷ của năm nó khắc chữ quý nữa, thiên can nó khắc, nó ảnh hưởng phần công việc, rồi nó có một phần lôi qua mạng của các em là bị hỏa kim khắc mộc, rồi bây giờ lại bị thêm hỏa khắc nữa, cho nên là cẩn thận bổn mạng, nếu không muốn là không ăn cơm mà hưởng nhang nha, đừng có đùa với lửa ở những cái tháng như thế này. Rồi thiên can thì quý ất không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Quý thì là thủy, ất là mộc, cho nên là nạp âm ngũ hành là bị sinh xuất, cho nên là công việc tài lộc dễ suy hao. Đặc biệt là với cái hỏa khắc kim nữa thì khi đó phúc tinh và tài tinh coi như là bị mất tác dụng, phá và bại tinh nó hoàn toàn rất cao, cho nên rất dễ hao tốn tiền tài ở trong công việc lẫn cái sức khỏe của mình. Cho nên là các em nam mạng thì mình nên cẩn thận. Địa chi Dậu Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau, cho nên là gia đạo tình cảm không có nhiều buồn phiền. Vốn dĩ nam mạng nắm chữ quý dậu thì thường rất dễ hai đời vợ, số đào hoa luôn luôn đi song song bên mình, cho nên là ra đường không nói gì đi nữa gái nó cũng theo, cho nên là đừng có để cái gọi là tình duyên rắc rối nó ảnh hưởng đến cái công việc của mình thì nó sẽ không hay ha. Đó là những cái điều mà người quý dậu nên cẩn thận ở trong cái tháng 10. Tiếp đến đó là người Ất Dậu sinh năm 2005 và các bác lớn sinh năm 1945 với mệnh tuyền trung thủy. Thì xét về trụ mạng là thủy khắc hỏa, bổn mạng khắc tháng, sức khỏe có chút không tốt, tuy nhiên là không đến nỗi nguy vọng, chỉ là suy yếu thôi. Thiên can thì chữ Ất đồng hàng, cho nên công việc không gặp khó khăn về tài lộc. Thì một mình nói là một cái tuổi này là 2005 thì còn quá nhỏ, đang là trong thời kỳ đi ra đi học. Hay là các bác 1945 thì quá lớn, đang là an hưởng tuổi già, cho nên là cái phần công việc này không ảnh hưởng gì nhiều. Với Hợi Dậu địa chi là tự chủ bình hòa, không hình hại không xung khắc, thì hy vọng rằng gia đạo tình cảm của các bác lớn tuổi sẽ không đem đến buồn phiền cho các bác. Rõ ràng thì với cái tháng 10, tháng Ất Hợi của năm Kỷ Hợi 2019 cũng có nhiều điều tốt đẹp, không quá nhiều điều tốt đẹp. Tuy nhiên, đối với người mệnh kim
ha, dậu mệnh kim, dậu mệnh mộc thì phải cẩn thận bổn mạng, đặc biệt là hai cái tuổi kỷ dậu và tân dậu phải cẩn thận công việc của mình, nếu không muốn xảy đến những cái chuyện thất thoát trong tài lộc. Và đặc biệt là kỷ dậu với ất khắc kỷ sẽ có những cái chuyện không tốt về giấy tờ ký tán, cho nên các chị đặc biệt cẩn thận. Như vậy thì em đã chia sẻ xong cái tử vi vận hạn của tháng 10 âm lịch, tháng ất hợi của năm kỷ hợi. Người ta nói heo, tháng heo năm heo chắc ăn nhiều hơn là làm, đặc biệt là người kỷ dậu và người tân dậu nên cẩn thận những cái điều mà xấu nó xảy ra. Hy vọng rằng là những cái thông tin mà mình chia sẻ vừa rồi sẽ giúp ích được mọi người trong cái việc nhận định những cái công việc mình sắp tiến hành, để mà biết là cương hay nhu ở trong cái phần công việc, để mà có được cái tháng 10 âm lịch của năm 2019 thành công, tốt đẹp và thậm chí là an toàn bổn mạng của mình nếu là những người tuổi Quý Dậu. Mọi người xem video thấy hay thì nhớ bấm like và chia sẻ các video này cho nhiều người tuổi Dậu biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi hoặc là Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy có thể của mình hoặc là người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.